Ben đã xuất hiện trở lại vào buổi tối hôm nay sau đi diễn về. Ben thì đang bị sốt nặng, phát ban, nhưng mà Ben vừa mới đi thu âm và đi thu hình về. Các bạn thấy làm người cá showbiz cực không các bạn? Đó, cuộc sống của người cá showbiz rất là cực. Các bạn thích showbiz không? Riêng Tion thì thấy showbiz quá là mệt mỏi. Thôi Ben ráng ăn cho khỏe, mau hết bệnh nha Ben. Có muốn nói gì với các bạn không? Thích luôn. Người cá showbiz lại thích nói lắm. Diễn xuất lớn rồi, diễn xuất lớn rồi. Diễn xuất lớn rồi. Bệnh nhưng Ben rất diễn. Bởi vì Ben là người cá showbiz mà. Các bạn nhớ đừng ăn thịt heo, bữa trước Ben ăn thịt heo rồi bị ói quá chừng nha. Các bạn cứ coi clip bữa trước rồi bị ói quá chừng nên các bạn nhớ đừng có ăn thịt heo nha. Ăn thịt bò, thịt gà cũng được, nhưng mà đừng ăn thịt heo. Đó hết rồi. Đúng rồi, từ bữa mà Ben đi ăn thịt heo là về Ben bệnh luôn vậy. Khi trở thành người cá cơ thể rất khỏe mạnh, mà đã khỏe mạnh rồi mà còn ham muốn ăn thịt là sẽ bị bệnh rất là nặng. Đó, bài học kinh nghiệm từ Ben nha các bạn. Ok. Người thường thì ăn sao cũng được, nhưng mà đã luyện thành người cá với Tio rồi là ăn thịt rất dễ bị bệnh. Bệnh nặng hơn người thường gấp chục lần. Ok. Các bạn nữa hả? Rồi nói luôn đi. Đó các bạn, chiều hôm nay bé có lẽ Ben đi bơi, tại sao Ben không đi bơi được? Biết tại sao không các bạn? Hôm nay á, mình trốn á, biết sao mình dụ cái cô giúp việc á đi qua đây. Sao mà ai về đâu trễ, tôi đi mất tiêu. Mà dụ qua nhà tôi luôn á. Muốn tới qua tôi, ai về đâu trễ cơ. Dụ luôn á, chị dụ quá là lúc là đi học dụng phim về á. Thì đến là phải đi bác sĩ đúng không? Mình trốn phải nói là qua tôi luôn. Xong rồi cô hỏi là tại sao không nói cậu hai rồi qua chơi luôn thì biết sao không? Mình nói là Ben với cậu hai đã bị kế hoạch hết trơn rồi, bây giờ quay lại thì tiêu gà xong kế hoạch chứ gì. Ben làm gì mê qua tây ôn dữ vậy Ben? Ben nói bệnh thai sáng sớm chị mới chưa dậy nữa là bệnh thai đã qua giờ mà. Rồi giờ Ben ăn đi nha. Không biết sao mà bên ghiền đi qua nhà tôi. Bởi vì tôi đã là tiên cá rồi, nên tất cả trẻ em đều bị thu hút vô tôi đúng không Ben? Mới cả nhà. Vậy thôi Ben đừng qua nhà tôi nữa, tôi lại Ben luôn á. Đừng qua nhà nữa. Ben đi lại. Hai đứa ăn tôi. Hai đứa ăn tôi. Diễn xuất sầu dữ vậy.